Vì kêu bán hết cầu thủ hả? Áo này thơm em ơi. Áo thơm em. Mấy anh ta áo ta giặt ai chú. Má chú bạn. Bây giờ mày đang có dính cái chuyện đó. Bây giờ mày đã trong. Ngồi nghỉ chút vậy. Đang con. Coi chừng con nó nhảy cho. Mày bảo trong. Con nó nhảy cho. Đừng có cái đấy. Cái đấy mà xong nó thêm thôi. Ở tới mấy lần. Không, tại nãy nhà chú thừa. Chú không dặm cái đầu. Mà không có quay được. Mày làm được. Tao không biết quay. Dạ. Mình đã nhưng mà quay á, nó được. Nhưng mà có mấy đề mấy tụi nó điện nó quay nãy giờ. Nãy giờ nó quay mà. Nó quay nó coi chứ mà không mình được coi đó. Đó chuyện này nhưng mà hiện lên khác. Nè, cái đó mới khung nhà dạy chợ đó. Đó. Quay này chụp hay quá. Con nãy ăn lòng đợi cho nó hay quá. Cường kỹ xảo. Con hay. Nó thử nó bỏ vô luôn, chết luôn. À, mua su chiên mặt á nha anh Cường. Chút nữa em kêu anh chạy đâu anh phải chạy đó nha. Ăn lùa không mà mấy lùa xong mệt đi không chạy hết nổi luôn. Yeah. Nhưng mà nói su chiên mà đúng không? Chuyện trâu chạy á. Mày không, mày lừa quá. Ở dưới này mày cũng lừa trong khi mày về. Anh An chuyện là chỉ có Sabo chạy thôi. Đúng rồi. Tại vì không. Á. Chuyện của anh Tài mà. Tại vì anh An lại thằng Sabo chỉ còn đá bao nhiêu đó là biết rồi. Anh đá anh đứng đứng sắp vô cho người ta đá kìa. Anh không có đủ sức. Rồi cái này là đoán tỷ số bao nhiêu nè? Anh đờ năm trái á. Em lấy đội trắng chấp trái á. No, trắng này phải trắng này phải chấp cả hai trái á. Còn còn ba trái luôn á. Mới à, thấy chú Thuận rồi. Wow, không, tiền đã trên đấy. Có đổi ý nghĩa không? Có đổi không? Không. Tại vì nhìn trắng thì nó trẻ mà bây giờ mình không có sức mình đã không có lại đâu. mình thiếu sư phụ về thăm phụ môn đi. Yeah, thương môn chó này sao chắc tiễn anh luôn quá. Tiễn con khác lắm. No, em nói rồi đâu cần thương môn đâu mà tại anh em cứ muốn lấy thương môn kia. Chợp. Thì mình đổi thôi nếu mà quay muốn đó con chụp đó, con chụp đó. Ai có chịu đâu, có ai chịu đâu. Nãy anh cũng chụp không? Cũng chụp được đó. Ủa nãy Phú có nãy Phú chụp đá chưa chơi đã. Đã chơi mà nói gì muốn chụp lắm. Muốn chụp không? Come on, Andy girl. Whoa. Nên hồi nãy cái trái cuối đó mà dính banh cái là ngon rồi. Hồi nãy mình không bị mất cái mà yeah, no, mình đang lên thế mà xuống cái là sệ luôn. Mà thêm kêu xuống. No, tại cái đó là tao đâu có biết là tự nhiên nào ra nào vô đâu, tao có nghĩ là có thằng như sao rồi. Đông quá nó khó chịu á. Hả? Vì đông quá nó nhăn. Tại. Cũng tại. Mà hình như bữa nay nó sao á, trong đây nó nóng quá. Chạy tự nhiên một hồi hả khô chẳng nổi. Này giống lại giống lại cái đội của mình bữa. Hôm nay bằng cái tôi bữa mình đá. Chạy kêu ơi gì kêu mấy anh em mình đá. Thằng thủ môn nói gì đúng rồi. Hai lông đó được không? Tiền này em vô giống như là nguyên trận luôn á. Ủa má ơi. Ngó không có ai luôn, không có ai kêu vô. Không chịu ra. À không chịu ra. Cứ tưởng là vô đá thiệt nguyên trận vậy. Rồi mà em cứ vô trong trận em đứng á, ngó vào đây không có chịu ai chịu vô đó. Ờ là sao là giống như nó đá mà nó không ai chịu vô hả? Không ai chịu sốp á, ý nó vậy em không? Cứ sốp em tính sốp cái bắt đầu anh Tiến chạy qua bên cạnh đó sốp trường khác cái ra cái. Đó tại vì tại anh cứ sợ là em không được đá chứ bình nữa mà em nói vậy là anh ở trong đó rồi nó có đi ra chi đâu. Là ý thằng Long nó nói là nguyên trận này nó đá hết nguyên trận. Hiểu không? Thì biết rồi, ý em nói là nếu mà muốn vậy là không có cần phải chứ còn nói em ở trong đó luôn hiểu không? Là sao nói? Em sợ nó không có được đá. Mệt đuối. Bị đuối quá nhưng mà ráng được. Chút luôn. Đồ. Để hỏi mấy thằng đó coi nó có quay cái khúc mà em bay người không. Khúc nào ta? Khúc mà thằng kia đội đầu vô tứ môn đỡ vậy à, xong cái lông nó giơ cái chân đá ra ngoài đó. À cũng rồi có cái đó có. Không mà lúc đó có cái đó có chắc là bút giờ hơn á. Phải game này mình ăn là không biết đưa cho thằng Long lên luôn.
Good job, Tiên ơi. À, học dễ không có ai dễ. Yo, daddy. Daddy. Này. Chạy mút chả luôn mấy thằng kia nó dưới đây hết rồi. No, hồi về mình đuối rồi, hồi về mình phải ôm. Đã không có chịu đi lên, chịu đứng dưới dưới mà. Nó có coach đàng hoàng kìa. Đó, nhỏ xám á. À, chứ cái này là trường của nó. Trường, này high school rồi. Yeah. Yeah, for you. It's for you too. Má, này thằng kia đá vô chân cái muốn sụi luôn trời. Cái gì vậy? Ăn ăn hay quá mà bơi. Trong tay nó bự quá. Che hết rồi. Đâu. Đâu. Áp rồ thì chứ. Không bay như thiệt. Môn này chưa bài lắm. Thủ môn này nó bự có mấy môn, mình cũng đâu thua gì đâu. Đọc báo không thủ môn? Đọc báo không? Đọc báo đọc. À? Đọc báo không? Đọc báo không? Come on cheerleader. Go. Thằng tóc xù xù nó cũng đá bên đây mà. Đá cho chiều hồi xưa mà. Xưa vậy mới mùa rồi chứ đâu xưa đâu. Đúng rồi, ba trái rồi đó. Khi nào bán anh hung luôn. Lên con. Lên. Cực. Kìa, không bo kìa. Chết. Đô. Đây, đây. Có em à. Cái gì đó? Good job, cô. Có em là đá chứ nó ra rồi. Sắp cả. Bà trái nhanh hơn. Mấy nước cho mấy nước vậy? Không, có cùm. Có đi. You guys got water? Got it, man. Hơn nhau, hơn nhau vậy? Ông thưởng vô mà. Chắc Quang ba bắt lì cho tên Việt Kiều rồi đó. Quang chụp cũng được mà. Ôi. Nói chuyện rồi chứ suốt chứ. Đó, cái đi bọn họ xuống hay quá. Đúng rồi. Cá táo hả? Nó có đâu. Nóng quá. Nó tục quá tao chạy á. Khó chịu à. Để ở đây nè. Mà nó bị chạy. Cái gì đây? Ô, coi. Quay hàng quá mày ơi. Má nãy là chú Quang. Má đã được không? Chụp được không? Quang, hồi nào chú nào chú Quang? Chụp được kìa. À, mày trái chứ hả? Rồi, thế là thẳng vậy đó. Man, mày là thuận vô trái rồi không? Ừ, nói chung là tao đặt là vô thôi nhưng mà là cố xuống hết sức á, hiểu không? Chứ không phải là chỉnh đúng không? Ừ. Giống như nãy anh Tài đó, Quang ngang chị anh Tài ăn trái đó. Phải chi anh Tài sửa vô rồi. Sút cho đã chân á. Tao muốn sút cho nó hết luôn. Xéo xíu nó vô. Nó hút được. Muốn sút cho nó đã chân.
đá chân phải, bóng đá không chân không thường luôn. Thôi mà giờ nói vậy luôn. Giờ mày đáng nói gì tại mình hả? Nói vậy nói lại coi. Nói gì đó. Từ từ. Nó chạy nó ủi ủi vô sau lưng nha. Ai, mấy mẹ à. Ồ. Giống như mấy thằng nãy á. Mấy này nó mấy nó đẩy không? Đẩy nó nè, đá nâu. Cái nâu rồi. Cái này nó có là cá nhân hả? Không có. Tự nhiên bán hai thằng bán gì vậy? Thằng nè. Thằng đó với lại thằng cũng không kìa. Tiền của nó mà. Tiền của nó mà. Tự nhiên là ăn chồng. Ăn chút thở chút thở. Đi cua. Quay lại, quay người lại đi. No no. Wow. Handy girl, right? Yeah. What's up, Anis? Anis. 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 Chuyện kìa. Rồi. Bốn thằng luôn kìa. Rồi, con ngoài chạy luôn. Đá mà chạy vậy trời. Đá banh mà kể nhau gì vậy? Đá chơi coi. Không hiểu. Mấy thằng trắng lại thả. Ờ, nó thả đó. Thả đó. Đâu, thằng tiền. Ồ, thằng nó đá banh dở chứ. Cái trái đó nãy giờ là vô rồi. Go back to school, bro. Ho. Go back to 9 a.m, man. You need to train more. Dream movie. No. Bao nhiêu era? Tôi đã uống ngay nước, tôi đứng mất cái sàn. Ở ngoài đây, có đóng tiền không? Có sao không? Đó hả? Có ở ngoài đây. Member VIP. VIP ở đây, dở. Premium. Có gì đâu rồi. Đáng ngoan. Hay là first class luôn hả? Cái gì nữa? Men on. Xin lỗi anh là chưa là first class còn chỗ là business. Ô, chết mẹ rồi. Yeah. Chết rồi. Ủa vì gì? Không, có nước cái banh á, hiểu không? Nước cái banh có một nước. Lại giờ kêu tay này. Giống như con tỷ là nó sẽ xin lỗi á. Sorry đúng không? Ờ, mày nó léo cằn đúng á. Chết nghe em. Giết. Giờ tao đi ăn quên em đi không? Mua vô đi. Tao đi ăn quên nè. Má đi ăn bồn sức chứ giờ may đá xong buông chân luôn á. Chứ bình thường không luôn. Mới 7:12 rồi, đá 3 phút nữa chụp anh. À thằng đó đó hả? Thằng đó đang hả? Gì vậy?
sao gì nữa rồi coi tới không tài gì nữa không tài nó nhắc không tài nãy giống như tài mở cái này ra một lần lúc mà đá nha xong nó bắt anh em lấy phải chèn nào rớt xuyên gà kìa Jamal, go back to Frazier. Rồi xong rồi nha. Thằng Tiger. Thằng Tiger với lại thằng làm tiền với lại thằng nào á. Yeah, Jamal. Middle school kid looking ass. Thầy nãy nó bắt lá. Yo, go eat some, go eat some rice with milk, man. Oh. Nồi cháy đó, mày góc làm à. Mày góc, mày góc. Mày góc làm. Đẩy ra rồi mà dội ngay góc vô. Giờ mua hơn về quả đặc biệt đi. Quen bớt đọc báo lại nha mày. Đẩy ra dưới ngay góc mà sao mà ấy được. Lùn quá vậy không sửa đi nữa. Nó chơi giống như... Chơi cùng lứa tuổi thôi. Nãy giờ nói chuyện không biết quay chỗ nào mà ngay chắc ngay góc đó. Quay đích trọng tài không vậy? Nó bự quá. Thì mày qua đây mày cứ làm thôi gì đâu. Được chết thôi. Nói gì nha, bye bye. Bye. Tiếu cho Quyên xe nha. Ra đường này là anh Khang. Về. Gì vậy? Nào mình không chơi không được. Thì đội nào mình chơi không được. Rồi. Hay quá anh ơi. Hay quá Tiên ơi. Bắn tay thôi. Quỳ chết thôi. Goli. Xuyên gà. Xuyên gà. Kia nữa. Thằng cấp sầu quá. Xuyên gà. Trên phong lừa nè. Rồi. I asked them. Hả? Nó biết không ạ? Hả? Tại vì nó muốn đá sau khi... Túi em rồi ơi! Dạ nó đâu muốn hay nào? Tao rồi, người đọc trên tao rồi. Chú ơi, luôn. Rồi bây giờ là không bắt đầu rồi nha. Tại vì thí dụ mà càng nói là càng làm. Giống hàng á. Ê bậy. Em là nghe nha, em có bậy bậy nha. Rồi. Căng rồi. Ủa? Gì vậy? Hả? Ủa nãy giờ anh Phúc chưa vô nữa anh Phúc. Ủa anh Phúc, đây chưa vô nữa. Hồi nãy anh thấy ra được anh Phúc? Nãy ra được không? Okay. Có gì vậy? Nãy giờ anh Phúc có gì anh muốn cứ nói cho em không? Dạ, coi em. Ra anh Tài. Khùng quá. Khùng mày. Vậy mày đi. Nói gì? Nói đội em đang thiếu tiền. Mày nghĩ sao mười mấy thằng mà thiếu? Ôi. Hai khiết. Ô, đúng rồi. Vậy. Mày nói gì đúng không? Không anh không lên nguyên cái giò cho đó luôn. Không. Cái đó là hai khiết rồi. Nó anh không đá nữa. Đó thì có kêu đâu. Có kêu đâu đó. Này là đá mướn. Hỏi mày này đá tiền của chưa ra mà. Ủa? Ờ. Rồi con nước nước đi. Còn nước không cũng... tự nhiên nó khô á. Không. Tự nhiên vô bị sốc thông luôn. Thịt luôn là nhà đang ăn heavy thế đấy. Ở cánh nè. Trời ơi, Quang ơi, chết rồi Quang ơi. Phải tập. Chết rồi. Rồi, xong rồi gì vậy? Đồ, hay quá chị ơi. Hay quá Quang ơi. Oh, fly. Hey Jamal, go back to middle school, man. Yeah. Quang bị mấy cái đó không em? Đang gấp á. Dạ, mình không có cần gì á, cái đá ôi. Là mình không cần phải lái vậy đó, vậy mình bị mất quay mình không đi ổn nữa. Mình cứ từ đá dưới rồi. Thì đang chỉ quên đi sao.
Hay quá anh Tiên ơi. Phải chị phải là chị nhã em anh nằm. Chúng ta cứ để thằng này chết chứ. Nó té nó mắc banh rồi. Nó trái đầu á là không có thổi. Trái đầu là go home. Ủa mấy tụi này quen mấy tụi này hả ta? Quen mà. Did you get the last goal? Last goal? Yeah. I think so. Really? If you post on YouTube, I send it to you. Because he have a YouTube channel. Oh, yeah. Give me. No, I didn't. That guy. I think he record it. Because I didn't. Oh, you didn't. Oh, no, you didn't. Oh, okay. Okay, that's okay. Oh, shit, no good job, and go away. Cường đè hay lắm. Nãy giờ. Sao mình nhiều câu hỏi mấy. Thằng tay thủ môn đó nó biết hướng hả, biết đường hết rồi. Phải có kêu mới vô chứ. Đá tốt luôn. Đá vô thì mình nó ai ngồi đều đưa chân mà. Hay còn hay, ok hay thiệt, hay thiệt. Nghe cái cốp luôn á. Nó mình hơn Cường thôi. Ngồi bên đây nè, bên đây nè. Gì vậy trời, mấy này thái kỳ lại có hai cái mà. Mấy này giống như mấy áo đỏ bữa không? Thua đỏ nè. Áo đỏ nó coi quăng nữa.